tiệm ăn vặt Sói Ca, cùng ăn cùng đá FIFA lên răng phà phà luôn. Hiện tại đã có mặt tại Shopee, các bạn có thể đặt hàng, link dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ok, ngày hôm nay sẽ đá 4-1-2-3 nha. Nhà quản lý thì anh em có thể chọn huấn luyện viên 4-1-2-3. Tốc độ sút đỡ bước 1. Tốc độ sút đỡ bước 1. 4-2-3 chuyển chính xác nhé. Chuyển xác tốc độ chạy chứ. Chuyển xác tốc độ chạy. Em Mkhitaryan khó mua quá, C mà Arsenal. Nào thấy không anh ạ? À? Còn Beckham, Beckham nhưng mà Beckham 45. Beckham 45. Beckham. Và huấn luyện viên này anh em có thể copy theo khi cần nha, huấn luyện viên kỹ năng. Đó, đa số là thường sẽ đỡ bước 1 từ hai cánh, C, F, S, T là cái chuông như mọi nail. CM là có Tiki Taka vậy đó. B đây là huấn luyện kỹ năng đó, mình sử dụng mình có thể copy tham khảo này. Nhiều bạn cũng muốn hỏi về cái huấn luyện kỹ năng. Đó, nó lộn, nó bó sâu quá mình cắm thì mình chì nó sẽ bị trôi banh, chì nó sẽ bị trôi banh. Ok, và đây là chiến thuật đội của sơ đồ 4-1-2-3 nha, em có thể copy khi cần nha mọi người nha, chiến thuật 4-1-2-3. Ok. Ok ok nha. Ok, giờ làm lại 4-1-2-3. Ban bật sút xa, tạt cánh, cái gì cũng thể ghi bàn 4-1-2-3 cả. Và giờ bữa nay mình đua luôn cái top 1 đúng không? Anh em đang xem có thể ủng hộ Thanh Hoàng cách mua đồ tặng vặt Sói Ca nha mọi người nha, vừa ăn vừa đá FIFA, bắp rang dao chiên giòn, bắp rang hộp đậy như thế này chỉ 30k, và bắp rang này là bắp rang ở quê mình mới có chứ không ở những tỉnh khác không có, phải bắp rang ở rạp chiếu phim. Cảm ơn em rất nhiều nha, em có thể đặt hàng tại Shopee, đặt hàng tại và Facebook của mình cũng được, bất kỳ trang nào em có, nếu em có mã khuyến mãi Shopee thì em có đặt Shopee. Thôi bữa sang không đá một trận thắng lấy tôi một số bạn nữa. Đó được rồi, đá mình top 1 trên stream được rồi. Còn có chuyện mà sau đó mấy em đua thì ok, trong em đua đi. Rảnh đâu còn đi ngủ nữa nè. Nghỉ ngơi là vì đô đi ngủ ra đâu mà. Anh Thành đây, anh Thành đây hả? À? À ok ok, Thành Nguyễn đó. Ok ok anh em. Ok, trận này là hầu như còn đá gặp người quen không ta? Ở đây làm nhẹ nhàng 450 nha. 4-1-2-3. Đó, bàn bật nãy các bạn nói tấn công trung lộ đó, nãy tôi tấn công trung lộ mà kiếm ao mất tiêu rồi. Không, này anh này là anh hay coi livestream thôi. Hay quá vậy. Anh trách giúp Aquilock 04A có cần thay đổi gì cả. Cảm ơn Huy nha, cảm ơn Huy nha. Ok ok. Lớp yêu đã rescan 10.000 đồng. Chúc anh like vui vẻ, em thay củ tỏi LS bằng Murdy 22 petaliter CKA. Cảm lớp yêu nha. Củ tỏi bằng Murdy petaliter là nào ta? Murdy petaliter là nào không biết luôn á. Murdy petaliter là nào ta? Nó đọc nghe không hiểu tên luôn. Hay quá vậy trời. Tạt được luôn á, 4-1-2-3 tạt được luôn á chứ. Tạt được luôn. Đang chơi game thì game nói tài khoản bị khóa mà không vi phạm luật E4 à. Gửi hỗ trợ lên hỗ trợ.gana.vn em gửi lên xem. Đừng BBB, đừng làm gì hết trơn á. Đó, anh em đừng auto luôn. Chơi một cái game nó lành mạnh là anh em sẽ không bị sao. Cảm ơn Nguyễn Tài Tiến nha. Từ từ cảm ơn Nguyễn Tài Tiến nữa, qua mua nha, chờ xíu để bóng chết. Ừ, đội nào tấn công đa dạng đều quan trọng, anh em đá này chứ, đây tài cho anh em trái nè. Ô Cruz, còn hay quá chứ. Cruz đánh đầu kìa, auto tạc 4-1-2-3 auto tạc à. Trời, Cruz đánh đầu đẳng cấp ha. Cruz sút nè, Cruz tạc, Cruz ghi bàn. Ồ, Cruz đánh đầu ba banh đẳng cấp ha. Buồn. Đố anh nào biết tuyển quốc gia cộng 1 nào khỏe và dễ chơi nhất à? Tony Cruz. Tuyển quốc gia cộng 1 em có thể chơi Brazil có béo má mà. Brazil có Ronaldo béo. Brazil có Pelé, Brazil có Neymar. Brazil ổng máp rồi, Brazil với Pháp là bây giờ đều nhất rồi. Và tạc quá đẳng cấp của Netflix, người tạc đã hay và người đánh đầu cũng quá là siêu nhân.
chỉ có Cruz mới đánh đầu qua vô đâu, qua đó nè Cruz đẳng cấp lắm. À, nhiều ông chê Cruz không biết tại sao chê luôn. 4-1-2-3 chuyên gia tạc. Có nhiều bạn thích đá cánh nó cũng có nè, bay bọc cũng có nè, bây giờ đánh đầu cũng có luôn nè, quá ổn áp luôn. Cruz đánh đầu ngon á, dở đâu Cruz chín đê luôn nè, Cruz lụm luôn nè. Dấu tên 236 đã bị scan 5.000 đồng. Team đang bộ khung Arsenal muốn đổi gió qua team Pháp A xem con nào giữ DCING, Handicap Boy, DSC5. À ok, con bạn nói nhiều nha. Ok ok. Đang team Arsenal nè. Cruz làm hết à, Cruz đẳng cấp quá vậy. Đây, đây là pha đua tốc độ đó nè. Đây pha xuất xa vô luôn, pha này sao chụp. Pha này sao chụp. Được ta. Pha này chụp được đó ta. Gửi đơn trong 3-5 ngày à. Không biết đó, em gửi đâu mà chờ đó chứ mình đâu làm ra đâu mình biết. Nhưng mà gửi đơn này chắc sẽ có giải quyết cho anh em, giải quyết cho anh em á. Leon đã rescan 5.000 đồng. Anh ơi, có team color nào VVG cây đưa full 2 chân 55 trừ hậu ể được bắp chỉ số không, anh còn càng nhiều 2 chân 55 càng tốt. Cảm em rất là ly dòng rất là nhiều nha, nhưng mà hậu vệ chứ ơi, GK 55 thì thực sự là không nhớ anh em à, sao mà nhớ nổi hậu vệ của GK con nào 55 được. Nhớ con nào chân trái chân phải thôi, ví dụ là cu to là như chân trái nè, Donnarumma chân phải nè, nhớ chân ra chứ còn 55 GK hậu vệ thua á. Không nhớ được, tra cứu tới hậu vệ GK 55 luôn là bó tay luôn. Đây tài khoản đẳng cấp nè, tài cái ném A thôi nha, A thôi. Tài chỉ còn A thôi, A và D thôi. A rồi D thôi. Trời ơi. A thôi, không có bấm gì nữa trơn á. Bo tên của Nacho à, bo tên Nacho 2.5 à. Holland Mendy cũng 2.5. Bỏ xuống ra xuống vô ta. Holland Mendy cũng 5.5 á chứ, nhưng mà nhớ một số con ấy không đứa nào nhớ hết nổi luôn á. Spinazzola, Spinazzola chân phải. Spinazzola chân phải. Spinazzola đâu có 5 năm đâu. 4-1-2-3 chùm tạc. 4-1-2-3 tạc cánh nè, auto tạc luôn, ra cánh là tạc là lụm. Tạc là lụm, tạc mà còn có thêm Cruz nữa. Công nhận Cruz đầu hay ghê nhá. Hay quá vậy chứ nó mua luôn. Cơ cũng 5 năm à. Cơ rơ 5 năm. Cruz tạc nè, Cruz đánh đầu rồi, bây giờ Cruz tạc cho đồng đội đánh đầu luôn. Nhiều quy đúp ghê vậy. Quy đúp liên lục địa luôn. Ồ hay quá vậy, Cruz truyền là đẳng cấp ra. Cruz truyền đẳng cấp quá vậy. Còn tư vấn nên còn nha, vẫn còn nhận kiểu xét hạt nha mọi người nha. Vẫn còn nhận á. Tôi có hai bạn đang chờ mà, tôi có hai bạn chờ xét hạt mà. Tại quá, ở lỗi kìa. Lucas bắt game 5 năm ở vậy là Ryan à. Bắt game 5 năm vậy là Ryan à. Từ tôi mất tập trung pha này, mất tập trung rồi. Đang đua tới một cái IALL này mà. Quy đúc ghê vậy. Quy đúc. Quy đúc không còn nhìn luôn. Quy đúc không còn nhìn luôn. Quy đức không nhìn lắm à. Cảm mày là nấu qua Momo nha. Em chờ tí. Mất cạc à, anh em đừng có chơi với auto đó. Còn khi mà có tụi cũng tới là nó mệt lắm. Đừng mua auto nè, đừng chơi auto, đừng bơm bê bê. Đừng gì hết trơn, chỉ có chơi vô bấm đá thôi.
Tò không vui không ta? Con Huỳnh Thái Hòa nha, con Huỳnh Thái Hòa nhưng mà không thấy tin nhắn anh em à. Em đưa nó qua Momo nhớ là 5001 mới ra tin nhắn thôi chứ. Thôi nhắn con Huỳnh Thái Hòa nha. Chính mua nó chịu ta. Chính mua nó chịu đi. Và nó dứt đề vô rồi, và nó mình quên mình đề. Đủ đúp nó chịu quá, quý đúp khó nhìn luôn á. Kinh thiệt, quý đúp khó nhìn luôn. Rồi diễn ra đây. Jorus Best One có phải Rian à? Jorus Rian Rian Ambassador. Nó chịu ha, hay chứ, nó hay chứ. Đây 423 em gọi tạc ra còn thấy bay bọc nữa nè. Này nó bay bọc. Quy đức, bùm. Này có bảo đúng chị ba rồi, anh nhìn nó chịu hả? Đúng không anh nó chịu chứ. Em đang xem để tôi một like cái nha mọi người nha, cảm ơn em rất là nhiều. 71 điểm, điểm nhận được 52 điểm, sao bạn 71 à? Tại đây là 71. Chúc mừng bạn đã thi đấu tất cả các trận vòng chung kết. Chúng tôi rằng bạn sẽ đấu nhiều hơn tại trận chung kết để một bạn cao hơn. À bây giờ là mình phải đi tiếp, mình đá tiếp để nó đưa top đúng không?